Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý thứ năm, đường lối của Đảng trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Về đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Thứ nhất là về hoàn cảnh lịch sử. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi, vừa gặp những khó khăn to lớn, hiểm nghèo. Thuận lợi cơ bản là sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào dân chủ hòa bình cũng phát triển mạnh. Ở trong nước sau cách mạng tháng 8, chính quyền dân chủ, nhân dân được thành lập, có hệ thống từ trung ương đến cơ sở, nhân dân lao động đã làm chủ vận mệnh đất nước, toàn dân tin tưởng và ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Khó khăn nghiêm trọng là những hậu quả do chế độ cũ để lại như nạn đói, nạn dốt, lắc nặng nề, 95% dân số nước ta mù chữ, ngân quỹ quốc gia trống rỗng, kinh nghiệm quản lý và xây dựng đất nước của cán bộ ta còn non yếu, nước ta chưa được nước nào trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với danh nghĩa đồng minh đến trước khi giới phát xít của Nhật từ vị trí 16 ra Bắc là quân đội của Trưởng Giới Thạch mang bộ tay sai kéo vào chiếm đóng từ vị trí 16 vào Nam, quân Anh giúp Pháp tái chiếm miền Nam. Bọn tay sai của Pháp cũng được dịp trỗi dậy. Ngày 23 tháng 9 1945, nhân dân Nam Bộ phải đối đầu với cuộc xâm lược của thực dân Pháp lần thứ hai và vận mệnh dân tộc đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thứ hai là về chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên bản họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã nêu ra 6 việc cấp bách: phát động chiến dịch, gia tăng sản xuất để cứu đói, mở phong trào chống nạn mù chữ, sớm tổ chức tổng tuyển cử, mở phong trào giáo dục cần kiệm liêm chính, bỏ thế thân, thế chợ, thế đò, tuyên bố tự do, tín ngưỡng, lương, giáo, đoàn kết. Sau đó, người nêu 3 nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, vạch con đường đi lên cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ trương của Đảng và trong giai đoạn này thể hiện các nhận định sau. Về tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Cuộc cách mạng ấy chưa hoàn thành vì nước ta chưa hoàn toàn độc lập. Khẩu hiệu lúc này vẫn là dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết. Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Vì vậy, phải lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, phải mở rộng mặt trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân, thống nhất mặt trận đoàn kết của ba nước Đông Dương. Về phương hướng nhiệm vụ, Đảng nêu 4 nhiệm vụ cần thiết và cấp bách là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Về đối ngoại, Đảng chủ trương kiên trì nguyên tắc bình đẳng tương tự, thiêm bạn bất thù, thực hiện khẩu hiệu qua việc thân thiện. Đối với quân đội Trưởng Giới Thạch và độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp. Những chủ trương của Đảng, chính phủ và chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược, cách mạng trong tình thế phức tạp, khó khăn, tư tưởng kháng chiến, kiến quốc đã nêu bật 2 nhiệm vụ chiến lược mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước. Về kết quả và ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, cuộc đấu tranh thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng giai đoạn 45-46 đã diễn ra rất gay go, quyết liệt,
và đã giành được những kết quả hết sức to lớn về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa. Về chính trị xã hội, đã xây dựng được nền móng của một chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân với đầy đủ các yếu tố cần thiết. Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp được thành lập thông qua phổ thông bầu cử. Hiến pháp dân chủ nhân dân được Quốc hội thông qua và ban hành. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến làng xã và các cơ quan tư pháp, tòa án, các công cụ chuyên chính như vệ quốc đoàn, công an nhân dân được thiết lập và tăng cường. Các đoàn thể nhân dân, công đoàn Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được xây dựng và mở rộng. Các đảng phái chính trị như Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập. Về kinh tế, văn hóa đã phát động phong trào gia tăng sản xuất, cứu đói, xóa bỏ các thứ thế vô lý của chế độ cũ, La Sắc lệnh giảm 25%, tô xây dựng ngân quỹ quốc gia. Các lĩnh vực sản xuất được phục hồi. Cuối năm 1945, nạn đói cơ bản được đẩy lùi. Năm 1946, đời sống nhân dân được ổn định và cải thiện. Tháng 11 năm 1946, giấy bạc Cụ Hồ được phát hành, đã mở lại các trường lớp và tổ chức khai giảng năm học mới. Cuộc vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới đã bước đầu đã được nhiều xóa bỏ được nhiều tệ nạn và tập tục lạc hậu. Phong trào diệt dốt bình dân học vụ được thực hiện sôi nổi. Cuối năm 1946, cả nước có thêm 2,5 triệu người biết đọc, biết viết. Về bảo vệ chính quyền cách mạng, ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn và mở rộng phạm vi chiếm đóng các tỉnh Nam Bộ, Đảng đã kịp thời lãnh đạo nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống Pháp, phát động phong trào Nam Tiến chi viện cho nhân dân Nam Bộ, ngăn không cho Pháp đánh ra Trung Bộ ở miền Bắc bằng mọi chủ trương, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ kẻ thù. Đảng và chính phủ đã thực hiện chính sách nhân nhượng với quân trưởng. Sách lược nhân nhượng với quân trưởng là một sách lược vừa mềm, vừa dẻo, vừa nguyên tắc. Trong quá trình nhân nhượng, chúng ta vẫn nắm được chính quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Đường lối đối nội đối ngoại vẫn là đường lối của Đảng. Điều đó giúp cho chúng ta hạn chế được sự chống phá của quân trưởng, giữ vững chính quyền, tập trung lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam. Khi thực dân Pháp và quân trưởng ký hiệp ước Trùng Khánh ngày 28 tháng 2 1946, thỏa thuận mua bán quyền lợi với nhau, quân trưởng đã cho Pháp kéo quân ra miền Bắc thay thế quân trưởng để giải giáp quân phát xít Nhật. Đảng đã nhanh chóng chọn giải pháp hòa hoãn bằng cách ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 với Pháp để ép quân trưởng phải rút về nước. Pháp phải công nhận Việt Nam là một nước tự do, có chính phủ riêng, tài chính riêng, trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp. Sự ký kết giữa ta và thực dân Pháp đã tạo thêm điều kiện pháp lý cho cuộc đấu tranh đòi độc lập chủ quyền của chúng ta, mặt khác tạo điều kiện cho nhân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị cuộc kháng chiến khi kẻ thù bội ước. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ 45-46 đã được những thắng lợi quan trọng, đó là làm thất bại âm mưu xâm lược của các thế lực đế quốc, đưa cách mạng ra khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ được độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền của cách mạng, xây dựng nền móng đầu tiên và cơ bản của một chế độ mới. Chế độ dân chủ, cộng hòa tạo điều kiện nhân dân, để nhân dân tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc lâu dài về sau. Tiếp theo là về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân năm 1946-1954. Về hoàn cảnh lịch sử, Đảng và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tỏ ra thân thiện, thiện chí, cố gắng làm những việc có thể nhằm đẩy lùi chiến tranh, nhưng với dạ tâm cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp tăng cường những hoạt động khiêu khích lấn chiếm. Trước việc Pháp gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí của
ta ở Hà Nội kiểm soát an ninh trật tự thủ đô ngày 19 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại Vạn Phúc, Hà Đông. Hội nghị đã hạ quyết tâm phát động cuộc kháng chiến trong nước và chủ động tiến công trước khi thực dân Pháp thực hiện màn kịch đảo chính ở Hà Nội. Mệnh lệnh kháng chiến được phát đi vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, cả nước đã đồng loạt nổ súng. Rạng sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát trên sóng điện tử. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cách mạng nước ta đứng trước những thuận lợi sau. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là cuộc chiến vì chính nghĩa, có thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta cũng có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt, nên về lâu dài ta sẽ có khả năng đánh thắng quân xâm lược. Trong khi đó, thực dân Pháp cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế quân sự sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này, cách mạng nước ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức. Tương quan lực lượng quân sự của ta yếu hơn địch, ta lại bị bao vây bốn phía, chưa được nước nào trên thế giới công nhận và giúp đỡ. Trong khi Pháp có vũ khí tối tân, có bề dày kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược, lực lượng quân sự của Pháp đã chiếm đóng được Lào, Campuchia, một số nơi ở miền Nam và đang đứng chân trong các thành phố lớn ở miền Bắc. Những đặc điểm đó là cơ sở để Đảng xác định đường lối cho cuộc kháng chiến trên toàn quốc. Về quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến, qua thực tiễn đối phó với âm mưu thủ đoạn xâm lược của thực dân Pháp, đường lối kháng chiến của Đảng đã từng bước được hình thành. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, trong chỉ thị kháng chiến kiến quốc, Đảng đã đưa ra nhận định kẻ thù chính nguy hiểm nhất của dân tộc ta là thực dân Pháp xâm lược. Trong quá trình chỉ đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự với ngoại giao, làm thất bại âm mưu của Pháp định tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Ngày 19 tháng 10 năm 1946, Thường vụ Trung ương Đảng mở hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Hội nghị đã nhận định không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình và cũng nhất định phải đánh Pháp. Trong chỉ thị, công việc khẩn cấp bây giờ là vào ngày 5 tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ nhiệm vụ của Đảng toàn dân kháng chiến và kiến quốc. Vừa phá hoại để ngăn địch, vừa kiến thiết để đánh địch. Trong chỉ thị này, người giải thích vắn tắt khái niệm trường kỳ kháng chiến. Đường lối kháng chiến của Đảng được hoàn chỉnh và thể hiện tập trung trong ba văn kiện lớn là chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 1946, tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh năm 1947. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến, mục đích kháng chiến đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập. Tính chất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là sự kế tục và phát triển sự nghiệp cách mạng tháng 8, đó là một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta, cuộc chiến chính nghĩa là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, dân chủ và hòa bình. Cuộc kháng chiến đó có tinh thần dân tộc giải phóng và tính dân chủ mới. Phương châm kháng chiến: tiến hành cuộc kháng chiến, cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Kháng chiến toàn dân, bất kỳ đàn ông, đàn bà, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, ai là người Việt Nam đều phải tham gia kháng chiến đánh thực dân Pháp, thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài. Kháng chiến toàn diện, thực dân Pháp tỏ rại xâm lược nước ta, chúng tiến hành chiến tranh tổng lực, đánh phá trên tất cả các mặt. Do đó, muốn thắng chúng ta phải đánh trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Trong đó quân sự là mặt trận hàng đầu. Kháng chiến lâu dài, do xuất phát từ tương quan lực lượng ban đầu và sự chuyển hóa tương quan đó, Đảng đã chủ trương tiến hành kháng chiến lâu dài, đánh lâu dài,
nhưng phải tạo thế chủ động, phát triển thế và lực, tạo thời cơ giành thắng lợi quyết định. Dựa vào sức mình là chính, dựa hẳn vào dân, không ngừng bồi dưỡng sức dân, phát huy sức mạnh toàn dân. Dựa vào sức mình là chính, đồng thời phải tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của mình. Triển vọng kháng chiến, mặc dù lâu dài gian khổ khó khăn, song nhất định thắng lợi. Đường lối kháng chiến của Đảng với những nội dung cơ bản nêu trên là đúng đắn và sáng tạo, vừa kế thừa được những kinh nghiệm của tổ tiên, vừa đúng với những nguyên lý về chiến tranh và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước lúc bấy giờ. Sớm quán triệt đường lối này, trong Đảng toàn dân toàn Đảng đã đưa ra cuộc kháng chiến nhanh chóng đi vào thế ổn định và phát triển đúng hướng, từng bước phát triển chuyển hóa so với lực lượng giữa ta và địch, từng bước đi đến thắng lợi vẻ vang. Thực hiện đường lối kháng chiến của Đảng từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến năm 1950, Đảng đã tập trung chỉ đạo cuộc kháng chiến, cuộc chiến đấu, giam chân địch trong các đô thị, củng cố các vùng tự do lớn, đánh bại cuộc hành quân lớn của địch, tiến lên Việt Bắc, lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng hậu phương, chống phá thủ đoạn, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, thực dân Pháp chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thắng lợi của chiến dịch biên giới cuối năm 1950 đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của Pháp. Quân đội ta giành được chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Về đường lối xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, đầu năm 1951, tình hình thế giới và cách mạng nước ta có nhiều chuyển biến mới. Sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa làm thay đổi căn bản tương quan lực lượng trên trường quốc tế, có lợi cho hòa bình và cách mạng. Nước ta đã được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Cuộc kháng chiến của ba nước Đông Dương đã giành được thắng lợi quan trọng, song lợi dụng tình hình khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến Đông Dương. Điều này đòi hỏi Đảng ta phải bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Đáp ứng yêu cầu đó, tháng 2 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp đại hội lần thứ 2 tại tỉnh Tuyên Hoang. Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh, báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh, cùng một số báo cáo trên các lĩnh vực khác. Theo sáng kiến của những người Cộng sản Việt Nam, đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành 3 đảng bộ ở 3 nước để thích hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc. Ở Việt Nam, đại hội quyết định lấy tên Đảng Lao động Việt Nam và đưa đảng ra hoạt động công khai để lãnh đạo kháng chiến đi đến thắng lợi. Đại hội 2 đã thông qua chính cương của Đảng Lao động Việt Nam. Chính cương xác định những vấn đề sau: nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cài có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là hoàn toàn giải phóng dân tộc. Kẻ thù của cách mạng Việt Nam có hai loại: kẻ thù chính là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ, kẻ thù phụ là phong kiến phản động. Tính chất cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, một loại cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới tiên tiến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Động lực của cách mạng gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản, thành thị, tiểu tư sản tri thức và tư sản dân tộc. Ngoài ra, những thân sĩ yêu nước và tiến bộ, những giai cấp, tầng lớp và phần tử có phần thành hợp với nhân dân. Nền tảng của công nhân, nông dân và lao động tri thức. Giai cấp lãnh đạo là mục tiêu của Đảng. Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để thực hiện tự do hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và tất cả các dân tộc đa số thiểu số ở Việt Nam. Chính sách của đảng có 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm móng cho chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh kháng chiến thắng lợi. Quan hệ quốc tế, Việt Nam đứng về phe hòa bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới, của Trung Quốc Liên Xô, thực hiện đoàn kết Việt Trung Xô và đoàn kết Việt Miên Lào. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đó là con đường đấu tranh lâu dài, đại thể qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc. Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ di tích của phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân. Giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội. Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau mà thân thiết liên hệ xen kẽ với nhau. Đường lối cách mạng Việt Nam qua chính cương lao động của Việt Nam đã được tiếp tục bổ sung phát triển qua các hội nghị trung ương sau đại hội 2. Đường lối hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội đã được quán triệt tông toàn đảng, toàn quân, góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển về mọi mặt, góp phần làm thay đổi tương quan, so sánh lực lượng giữa ta và địch, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi này và cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn. Kết quả ý nghĩa và bài học kinh nghiệm. Về kết quả ý nghĩa về chính trị, sau đại hội đảng lần thứ hai, đảng ta đã hoạt động công khai, có điều kiện hơn để tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộc kháng chiến. Bộ máy chính quyền 5 cấp được củng cố, mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam được hình thành. Mặt trận liên Việt tháng 3 năm 1951. Khối đại đoàn kết toàn quân, toàn dân phát triển lên một bước mới. Khối liên minh đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia được tăng cường. Về kinh tế, chính sách ruộng đất được phát triển triển khai từng bước thực hiện. Khẩu hiệu người cày có ruộng, đảng phát động tăng gia sản xuất. Thực hiện tiết kiệm, nhà nước ban hành những sắc lệnh về thuế nông nghiệp, thuế công thương, xuất nhập khẩu. Tháng 6 1951, ngân hàng quốc gia được thành lập và sau đó mậu dịch quốc dân ra đời. Kinh tế đã đóng góp ngày càng lớn cho kháng chiến. Về quân sự, cuối năm 1952, lực lượng chủ lực của ta đã có 6 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh, pháo binh. Ta đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất, dân cư, mở rộng vùng giải phóng. Bộ đội tập trung năm 1953 lên đến 330.000 người. Năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Chiến dịch này là một cuộc đọ sức toàn diện của nhân dân ta với thực dân Pháp vào ngày 7 tháng 5 1954. Về ngoại giao, khi phát động toàn dân kháng chiến chống Pháp, ta chủ động thực hiện phương châm kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự ngoại giao, luôn để ngỏ phương án giải quyết vấn đề bằng thương lượng hòa bình. Ngày 8 tháng 5 1954, sau khi giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ, ta tham dự hội nghị quốc tế chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương là Hiệp định Geneva. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, các văn bản của Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Nội dung cơ bản của hiệp định này là Pháp và các nước tham dự cuộc phải công nhận độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. Đối với Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời để chuyển quân tập kết. Sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Ý nghĩa đối với nước ta, việc Đề La thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân đã đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, bảo vệ thành quả cách mạng tháng 8, làm thất bại cuộc chiến xâm lược của thực dân Pháp. Được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức cao độ, buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương. Đối với quốc tế,
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, mở ra sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm về nguyên nhân thắng lợi. Đã có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Về đường lối kháng chiến đúng đắn, đường lối này đã được quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi và nòng cốt liên minh công nông tri thức, có lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, có chính quyền dân chủ nhân dân công cụ sắc bén để tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới, có sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương, sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Pháp. Bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, Đảng đã biết kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng mầm mống chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, xác định và quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, vận dụng sáng tạo nguyên lý chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và thực tế đất nước Việt Nam. Thứ ba là thực hiện phương châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, tạo nên hậu phương vững chắc có khả năng đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của cuộc kháng chiến. Thứ tư, quán triệt phương châm đánh lâu dài, đồng thời tích cực chủ động tiến công địch, đi từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. Chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy trên từng chiến trường và phạm vi cả nước, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Thứ năm, xây dựng Đảng vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện trên mọi mặt của cuộc kháng chiến. Về đường lối của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, hoàn cảnh lịch sử. Sau Hiệp định Geneva, cách mạng Việt Nam vừa có những thuận lợi mới, song cũng không ít khó khăn phức tạp. Từ năm 1954, đế quốc Mỹ tiến hành những hoạt động nhằm phá hoại Hiệp định Geneva, xâm lược miền Nam. Mỹ âm mưu biến Việt Nam thành một rào chắn, thành một bàn đạp tấn công phe xã hội chủ nghĩa. Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam. Ở giai đoạn này, hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn đang trong thời kỳ cường thịnh nhất, song trong các nước xã hội chủ nghĩa cũng xuất hiện sự bất đồng. Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc làm cho tình hình ngày càng phức tạp hơn. Đất nước ta bị chia cắt làm hai miền. Kinh tế miền Bắc còn rất nghèo, nàn lạc hậu. Miền Nam dần bị biến thành cuộc thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Một đảng lãnh đạo hai chiến lược cách mạng khác nhau, ở hai miền đất nước có hai chế độ chính trị khác nhau trong một giai đoạn lịch sử là đặc biệt, là một đặc điểm lớn của cách mạng Việt Nam sau tháng 7 1954. Quá trình hình thành nội dung và ý nghĩa của đường lối. Quá trình hình thành đường lối, yêu cầu bức thiết đặt ra cho đảng sau tháng 7 1954 là phải vạch ra đường lối đúng đắn, phù hợp với đặc điểm đất nước và xu thế của thời đại. Tháng 9 1954, Bộ Chính trị ra nghị quyết tình hình mới, nhiệm vụ mới, chính sách mới của đảng đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của cách mạng nước ta là từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, nước nhà nước tạm thời chia cắt thành hai miền, từ nông thôn chuyển vào thành thị, từ phân tán chuyển sang tập trung. Tại hội nghị lần thứ 7 tháng 3 1955, hội nghị lần thứ 8 tháng 8 1955, đảng ta nhận định muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn toàn độc lập và dân chủ, điều cốt lõi là phải hết sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. Tháng 12 năm 1957, tại hội nghị trung ương lần thứ 3, đảng ta đã xác định mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng đảng là toàn dân thực hiện nay củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc dần tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình. Nhân dân miền Nam đã nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương thống nhất nước nhà bằng con đường hòa bình,
Nhưng ở miền Nam, từ năm 1958, Mỹ Diệm lại tăng cường đàn áp, khủng bố để chống lại đồng bào miền Nam, thực hiện hàng loạt các biện pháp phát xít. Tháng 3 1959, Mỹ Diệm tuyên bố đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh, đặc biệt Cộng sản là ngoài vòng pháp luật, ban hành luật 1059, lê máy chém đi khắp miền Nam để chém giết những người cách mạng và nhân dân ta. Trước tình hình đó, tháng 1 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 10, lần thứ 15 tại Hà Nội, là nghị quyết về cách mạng miền Nam cụ thể. Về tình hình cách mạng Việt Nam sau tháng 7 1954, nghị quyết đã vạch rõ hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội chủ nghĩa. Của xã hội là mâu thuẫn giữa đế quốc xâm lược và giai cấp phong kiến, bọn tư sản ngoài bảng, tay sai đế quốc thống trị ở miền Nam với toàn thể nhân dân miền Nam. Mâu thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. Về nhiệm vụ chung của cách mạng miền Nam hiện nay là cách mạng nước ta có hai nhiệm vụ chiến lược phải tiến hành song song là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc chủ nghĩa ở miền Nam. Hai nhiệm vụ đó có quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau. Nhưng đánh đổ chế độ thống trị của Mỹ Diệm, giải phóng miền Nam là nhiệm vụ chung vì lợi ích và yêu cầu chung của nhân dân cả nước. Về mâu thuẫn cách mạng miền Nam có hai mâu thuẫn cơ bản là giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ xâm lược và giữa nông dân giai cấp địa chủ với phong kiến. Trong đó mâu thuẫn giữa chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn dân tộc với đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm. Về lực lượng cách mạng, công nhận công nhân nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Động lực cách mạng là công nhân, nông dân và tiểu tư sản. Kẻ thù của cách mạng miền Nam là đế quốc Mỹ, địa chủ phong kiến, tư sản và mọi bản tay sai hiếu chiến ngụy quyền ở Sài Gòn. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là đoàn kết toàn dân, đánh đổ đế quốc Mỹ và tập đoàn thống trị của Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà. Phương pháp cách mạng miền Nam ngoài con đường cách mạng bạo lực, nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác để tự giải phóng xiềng xích nô lệ. Phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam chuẩn bị để tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Phương thức khởi nghĩa là dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Về khả năng phát triển đế quốc Mỹ và là tên hiếu chiến, cho nên trong những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có thể chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài, nhưng cuối cùng thắng lợi sẽ về tay nhân dân ta. Nghị quyết chủ trương thành lập một mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho cách mạng miền Nam để tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và tay sai. Về công tác xây dựng đảng, phải củng cố xây dựng đảng. Đảng bộ miền Nam vững mạnh, chú trọng xây dựng chi bộ với phương châm bí mật nhỏ gọn, giữ gìn che giấu tốt lực lượng cách mạng. Như vậy, nghị quyết hội nghị lần thứ 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, chẳng những mở ra con đường cách mạng cho miền Nam tiến lên mà còn thể hiện rõ năng lực bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện bản lĩnh độc lập tự chủ sáng tạo của đảng trong những năm tháng khó khăn của cách mạng. Quá trình đề ra chủ đạo và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chủ trương nói lên chính là quá trình hành động, đường lối chiến lược cho cách mạng cả nước được hoàn chỉnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng. Đại hội lần thứ 3 của đảng tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 1960, đại hội đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam giai đoạn mới. Nội dung như sau: nhiệm vụ là tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh, giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thiết thực tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình Đông Nam Á và thế giới. Nhiệm vụ chiến lược: một là tiến hành
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hay là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và Tây Sai, thực hiện thống nhất nước nhà hoàn toàn độc lập và dân chủ trong cả nước. Mục tiêu chiến lược, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hòa bình thống nhất Tổ quốc. Mối quan hệ giữa cách mạng hai miền. Dù cùng thực hiện mục tiêu chung, do cùng một đảng lãnh đạo, do cùng tiến hành hai miền của một nước vốn có truyền thống thống nhất, nên hai miền nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và có tác động thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Vai trò, nhiệm vụ của cách mạng mỗi miền đối với cách mạng cả nước. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực và bảo vệ các căn cứ của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về sau, nên giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước. Triển vọng của cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp, lâu dài, chống đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai của chúng ở miền Nam. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay nhân dân ta, Bắc Nam nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Về ý nghĩa, đường lối chung tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng của đảng do đại hội 3 đề ra có ý nghĩa lý luận thực tiễn hết sức to lớn, thể hiện tư tưởng chiến lược của đảng là dương cao ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp nhân dân tộc có đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường lối chung để thực hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của đảng ta trong việc giải quyết những vấn đề chưa từng có trong lịch sử, vừa đúng với thực tiễn của Việt Nam, vừa phù hợp với lợi ích của nhân dân, nhân loại và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối chung là cơ sở của đảng ta cụ thể hóa thành những đường lối cụ thể cho những giai đoạn cách mạng, nhằm chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và Tây Sai ở miền Nam. Trước mắt là đánh bại chiến lược chiến tranh đơn phương 1954-1960 và sau đó là chiến lược chiến tranh đặc biệt 1961-1965 của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Tiếp theo là đường lối trong giai đoạn 1965-1975. Về hoàn cảnh lịch sử, từ 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt phá sản, đế quốc Mỹ đã ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ với quy mô lớn, đồng thời dùng không quân, hải quân tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Tình hình đó đặt ra yêu cầu mới cho đảng ta trong việc xác định, quyết tâm và đề ra đường lối kháng chiến nhằm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trên cả nước. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 11 tháng 3 1965 và hội nghị Trung ương lần 2 tháng 12 1965 đã được triệu tập để đáp ứng yêu cầu. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Mỹ của nước. Đảng nhận định rằng chiến tranh cục bộ của Mỹ đang tiến hành ở miền Nam là một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, buộc phải thực thi trong thế thua, thế thất bại và bị động, cho nên nó chứa đựng đầy mâu thuẫn về chiến lược, đánh giá tương quan lực lượng. Đảng ta khẳng định rằng mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân đội viễn chinh, nhưng lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không hề thay đổi lớn. Tuy cuộc chiến tranh trở nên gay go ác liệt, nhưng nhân dân ta đã có cơ sở vững chắc chắn để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường, có lực lượng và điều kiện để đánh bại âm mưu trước mắt và lâu dài của địch. Từ đó, Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn quốc, coi chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của dân tộc. Quyết tâm và mục tiêu chiến lược kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong thời kỳ nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc, nhân chủ, nhân dân trong cả nước, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam lúc này là
chống Mỹ, cứu nước. Nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam là yêu nước. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy đoàn kết thống nhất triệu triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến hành tiến công và liên tục tiến công. Phương châm chiến lược chung, đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Càng đánh càng mạnh, càng phải cố gắng đến mức cao độ, tập trung lực lượng ở cả hai miền để mở cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam. Hình thức đấu tranh tiếp tục kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để thực hiện ba mũi giáp công. Đối với miền Nam, đảng chủ trương phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch khi chúng liều lĩnh mở cuộc chiến tranh cục bộ ra cả nước, thực hiện chuyển hướng nền kinh tế để phù hợp với thời chiến, đảm bảo tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh kinh tế và quốc phòng, động viên sức người sức của ở mức cao nhất để chi viện đắc lực cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân cả nước. Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước, vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa là hậu phương vững chắc trong cuộc đấu tranh chống Mỹ. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường lực lượng ở miền Bắc về mọi mặt nhằm đảm bảo chi viện đắc lực cho miền Nam ngày càng mạnh. Hai nhiệm vụ trên đây không tách rời nhau mà mật thiết gắn bó. Khẩu hiệu chung của nhân dân cả nước lúc này là tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Về ý nghĩa, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và lần thứ 12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm đánh Mỹ thắng Mỹ của nhân dân ta, sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thể hiện tư tưởng nắm vững đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ trương xã hội chủ nghĩa, tiếp tục tiến hành đồng thời kết hợp chặt chẽ chiến lược cách mạng trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh ở mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước, toàn dân toàn diện lâu dài dựa vào sức mình là chính, được phát triển trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh để cả dân tộc ta đủ sức đánh thắng Mỹ xâm lược. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi. Về kết quả, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đảng đã được quán triệt trong nhân dân, đã được nhân dân hai miền tích cực thực hiện và trong thực tế đã giành được những thành quả hết sức to lớn ở miền Bắc sau 21 năm xây dựng và chủ nghĩa sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tế chỉ có 8 năm trong điều kiện xây dựng hòa bình, phần lớn thời gian còn lại phải đương đầu với chiến tranh phá hoại và khắc phục hậu quả chiến tranh. Miền Bắc vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn. Miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ cách mạng của cả nước và làm nhiệm vụ hậu phương đối với chiến trường miền Nam. Một, hình thái kinh tế xã hội mới, hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa quá độ buổi ban đầu được kiến lập trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí chủ đạo. Miền Bắc có một cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội và xây dựng một hệ thống giá trị xã hội. Những giá trị này phát huy được tính ưu việt trên nhiều mặt, trình độ sản xuất được nâng cao hơn, trình độ văn hóa chung của xã hội được nâng cao đáng kể. Ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của đảng, dân quân miền Nam đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, tiêu biểu là thắng lợi của phong trào đồng khởi năm 1960, là thắng lợi của tổng tấn công nổi dậy năm 1968, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta tại Paris. Tiêu biểu là đại thắng mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân dân miền Nam đã đập tan toàn bộ chính quyền địch, buộc phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Ý nghĩa thắng lợi. Đối với ta, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên cả nước hòa bình thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
làm tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần và thế lực cách mạng cho dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đập tan cuộc phản kích lớn của chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, bảo vệ vững chắc tiền đồn phía Đông Nam Á của chủ nghĩa xã hội, làm phá sản chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, gây tổn thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội dung nước Mỹ, đến nội tình của nước Mỹ trước mắt và lâu dài, góp phần làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam Á, mở ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, tự do, hòa bình, phát triển của nhân dân thế giới. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Nguyên nhân thắng lợi và sự nghiệp của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, có cuộc chiến đấu tranh gian khổ và hy sinh của nhân dân, của bộ đội cả nước, có công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa của đồng bào và chiến sĩ miền Bắc, có tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ của Mỹ. Bài học kinh nghiệm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại cho Đảng nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Một là xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam. Hai là tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh quyết thắng để đế quốc Mỹ xâm lược. Ba là thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra biện pháp chiến đấu đúng đắn, sáng tạo. Bốn là trên cơ sở đường lối, chủ trương, chiến lược đúng đắn, phải có công tác tổ chức thực hiện giỏi, năng động, sáng tạo. Các cấp đảng bộ trong quân đội, trong các ngành, các địa phương thực hiện phương châm giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thứ năm là phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng xã hội hậu phương và tiền tuyến, phải thực hiện liên minh ba nước Đông Dương và tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ ngày càng to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân và chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới.